Chiến đồ xưa xin kính chào các bác ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Chiến đồ xưa chúng em. Hôm nay là cơ sở em giới thiệu đến các bác về một bộ combo sập cụ tủ tre và một cặp lục bình theo nội thất của phòng khách ạ. Cơ sở nhà em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định và số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở nhà em là 0973384446 ạ. Các bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở nhà em để xem trực tiếp ạ. Đó, cơ sở nhà em có địa chỉ Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Về sản phẩm đầu tiên, cơ sở em giới thiệu đến các bác về một chiếc sập khảm liên chi với chất liệu là gỗ cụ hay còn gọi là gõ mặt cụ mặt ạ. Sập này gồm có hai ná các bác nhé, mặt này gồm hai ná và dày 2 sen, chân thì là 18,5 sen vuông, đục chạm là chân xoắn ốc các bác nhé, với chất liệu gỗ cụ và được cẩn ốc xà cừ Singapore đỏ lửa vàng chanh. Bây giờ em sẽ quay gần cho các bác được xem chi tiết về phần diện trước ạ. Đó, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Và phần chân đây các bác nhé, chân là 18,5 cm, những bông hoa này đều được cơ sở em là xe nọng hết ạ. Đó, xe nọng ốc cực kỳ là đẳng cấp luôn, ốc số 1 luôn các bác nhé. Đó, ốc đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý luôn ạ. Đó, từng bông hoa đều được cơ sở em là xe nọng hết ạ. Đó, xe nọng phối màu ốc đỏ rực luôn ạ. Những con bướm này các bác nhá, những bông hoa cúc này, đó đều được cơ sở em là xe nọng phối màu ốc đỏ vàng chanh luôn ạ. Hàng cao cấp luôn các bác nhá. Đó, hàng ốc thì các bác phải chờ đẳng cấp số 1 luôn. Và chiếc sập khảm liên chi này số 1 nên hiện tại đang có bên cơ sở nhà em. Đó, đây là phần cảnh cây sen, sen cò, ná sen này, từng ná sen này, những con vịt con cò này, đều được cơ sở em là sen nặng phối màu hết ạ. Đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý luôn. Bác nào xem không rõ liên hệ trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em. Em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác cùng được tham khảo với cái chiếc sập khảm liên chi đẳng cấp này của bên cơ sở nhà em ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Cái này có chiều cao là 58 cm ạ, 58 cm chiều cao. Đó, đây em vừa quay cho các bác về phần diện trước ạ. Kích thước 1m6 x 2m2, phủ bì chiều ngang khoảng là 2m07 cm các bác nhá. Đó, cơ sở nhà em có địa chỉ Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và đây là tổng thể phần diện trước ạ. Đó, ốc vàng chanh luôn. Bây giờ em sẽ đưa máy rộng ra và em sẽ quay cho bác về phần mặt hông ngang của chiếc sập khảm liên chi này của bên cơ sở nhà em ạ. Đó, một chiếc sập cao cấp và VIP luôn của bên cơ sở em. Đó, và đây là mặt diện hông ngang các bác nhé. Những bông hoa này đều được cơ sở em là xe nặng hết ạ. Đó, những bông hoa cúc này đều được cơ sở em xe nặng hết ạ. Hay những bông hoa hồng. Đó, ốc cực kỳ là đẳng cấp VIP luôn các bác nhé. Đây là mặt hông ngang ạ, diện ngang. Đó, ốc ngũ sắc 7 màu cực kỳ đẹp rồi. Bác nào quan tâm có thể kết nối trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em đã ghim trên màn hình rồi. Các bác có thể kết nối với cơ sở em sẽ chụp kỹ hơn ạ, cho các bác cùng được tham khảo về chiếc sập khảm liên chi này của bên cơ sở nhà em. Đó, bây giờ em sẽ quay rộng ra cho các bác xem được tổng thể của chiếc sập khảm này và em sẽ quay cho bác về phần mặt trên. Đó, mặt này gồm có hai ná các bác nhá. Đó, ở giữa này cảnh là tùng hạc bách điểu ạ, giữa cần cảnh tùng hạc bách điểu, bốn góc này là bốn sỏ hoa, bốn sỏ hoa hồng, hoa mai, đan xe nhau là cảnh tứ quý, cảnh bốn cây tứ quý cài thọ ạ. Khung tranh ngoài thì cần cảnh tứ quý tùng cúc trúc mai, bốn góc thì cần những hoa lá tây chữ thọ ạ. Đấy, quay gần cho các bác xem được chi tiết luôn các bác nhá. Ở giữa là cảnh tùng hạc này, ốc cực kỳ là đẳng cấp luôn này. Đó, bông hoa này, những con cò này, những con phượng các bác nhá, cơ sở sen nặng phối màu hết ạ. Ốc ngũ sắc cực kỳ là đẳng cấp luôn, hàng bảo đẹp cho các bác luôn ạ. Hiện tại chiếc sập này em đang đặt trên đây là một tấm kính cường lực dày là 1 cm. Đó, các bác có người ngồi nên thoải mái, chục người đến 20 người ngồi chiếc sập này phải thoải mái luôn. Đó, kính cường lực các bác nhá, nên các bác yên tâm ạ. Bốn góc này, bốn sỏ hoa được cơ sở cần cực kỳ là kỹ luôn. Đó, đều được sen nặng hết các bác nhá. Đó, hàng này hàng VIP luôn của bên cơ sở em. Đó, bác nào quan tâm hay muốn tìm hiểu kỹ hơn, cơ sở em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác nhá. Đó, màu này cực kỳ là đẹp luôn này. Em đang đặt trên đây là một tấm kính nên quay nó hơi bị bóng các bác nhá. Đó, ốc thì các bác khỏi phải chê được, ngũ sắc 7 màu, ốc Singapore cực kỳ đẳng cấp luôn. Chiếc sập này là cơ sở giao đôi cho các bác, giá chỉ có 80 triệu ạ. Mặt ná đôi, nó dày 2 cm, kích thước 1m6 x 2m2, phủ bì là ngang là khoảng 2m07 ạ. Đó, giá là 80 triệu các bác nhá, bao ship trên toàn quốc ạ. Bác nào quan tâm thì cái bộ sập khảm liên chi này
liên hệ trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em có địa chỉ Hải Bình, Hải Hậu, Nam Định. Món tiếp theo cơ sở em sẽ giới thiệu đến các bác về một chiếc tủ chè khảm liên chi ạ. Có kích thước là chiều dài là 205 cm và chiều sâu em sẽ đo thông số cho các bác ạ. Chiều sâu là 57 cm và cao là 50 và chiều cao là 78 cm các bác nhé. Với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cụm mật ạ. Chiếc tủ chè này được khảm cảnh tích là văn vương cầu hiền và bệ thì được cẩn cảnh đồng quê. Ở chiếc tủ chè khảm liên chi ốc đỏ lửa vàng tranh luôn ạ. Bây giờ em sẽ quay lại gần giới thiệu chi tiết cho các bác được xem rõ nét nhất về cái chất ốc cũng như là về cái chất gỗ của chiếc tủ này. Chiếc tủ này cứ khoảng 4 người khiêng vẫn còn nặng các bác nhé. Đó, vẫn còn nặng luôn ạ. Đó, ốc này các bác có thể thấy đây. Đó, ốc cực kỳ là đẹp luôn. Đó, em sẽ quay gần cho các bác được xem được chi tiết luôn này. Ngũ sắc bảy màu các bác nhé. Các bác có thể thấy đây phần cánh chính đây. Đó, ốc đỏ vàng chanh luôn ạ. Hàng cao cấp luôn của bên cơ sở em. Đó, từng mái nhà này đều được cơ sở em là sen nặng hết ạ. Đó, sen nặng phối màu. Các góc thì những dây neo liên chi. Hàm bảo đẹp luôn cho các bác ạ. Bác nào quan tâm có thể kết nối trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em. Em sẽ chụp kỹ hơn ạ. Cho các bác cùng được tham khảo qua số Zalo. Và đem quay cho bác về một chiếc nèo này. Nèo là cảnh sóc nho các bác nhé. Đó, nèo sóc nho này. Đó, từng đường những lá nho này đều được cơ sở em là sen nặng hết ạ. Sen nặng, ốc ngũ sắc bảy màu. Cực kỳ là đẳng cấp luôn. Bác nào quan tâm có thể kết nối trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em. Đó, em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác ạ. Đó, một chiếc nèo này cực kỳ là VIP luôn. Nèo sóc nho các bác nhé. Lá nho này đều được cơ sở em là sen nặng hết ạ. Bác nào quan tâm có thể kết nối trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa và đây em sẽ quay cho bác về một chiếc cánh thứ hai. Đó, cánh thứ hai nã vọng câu cá các bác nhá. Nó ốc đỏ vàng chanh luôn ạ. Em quay gần cho các bác xem được chi tiết về cái chất ốc của cái chiếc tủ này, đẳng cấp là VIP luôn ạ. Nó ốc vàng chanh xanh thiên lý luôn các bác nhá. Hàng cao cấp số 1 hiện tại đang bên cơ sở chiến đồ xưa. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở nhà em để xem trực tiếp ạ. Ở xa thì có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo. Đó, em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác được chi tiết về cái chiếc tủ này của bên cơ sở em ạ. Đó, bây giờ em sẽ quay rộng ra cho các bác và em sẽ quay cho các bác về chiếc bệ. Đó, chiếc bệ khảm liên chi. Đó, cực kỳ đẳng cấp rồi. Chiếc bệ này là cảnh là đồng quê các bác nhé. Đó, cảnh đồng quê sông nước ạ. Đó, hàng bao đẹp luôn ạ. Chiếc tủ này cứ khoảng 4 người khiêng vẫn còn nặng ạ. Chiếc tủ này hàng cỡ đại luôn các bác nhé. Đây là một góc cảnh của đồng quê này. Đó, những người nông dân này đang đi chăn trâu các bác nhá. Đó, đang đi cày đồng. Đó, và những người nông dân đang đi cấy lúa này, tát nước này. Tất cả nói về cảnh đồng quê sông nước ạ. Cây đa giếng nước sân đình. Đó, những cảnh cây đa đầu nàng này. Và những người nông dân này đang đi làm đồng ruộng này. Rất là tấp nập luôn. Đó, ốc thì các bác phải chê đâu. Cực kỳ là đẳng cấp luôn. Và đây là góc cảnh chính này. Cảnh đình nàng các bác nhá. Những thầy đồ đang dạy học này. Đó, cây đa đầu làng này. Đó, và đây là cảnh sông nước các bác nhá. Ở những người nông dân này đang chèo thuyền này. Đó, chở những người nông dân sang sông này. Tất cả nói về cảnh đồng quê sông nước được cơ sở đã chọn lọc ra cũng như là chế tác nên một bức cảnh cực kỳ đẹp luôn. Và đây là một góc cảnh chợ quê. Ở những người nông dân này đang đi buôn bán rất là tấp nập ở một cái góc chợ quê. Đó, và đây là một góc cảnh là những người nông dân là đang đi đánh bắt cá các bác nhá. Đang đi cất vó này, đang đi bắt cá này. Đó, hàng bao đẹp luôn cho các bác ạ. Và cực kỳ là ý nghĩa luôn. Đó, một chiếc tủ chè khảm liên chi cảnh đồng quê và tích cánh tủ là cách tích văn vương cầu hiền ạ. Đó, bây giờ sẽ quay rộng ra cho các bác được xem được tổng thể và chi tiết về cái chiếc tủ chè này của bên cơ sở nhà em. Chiếc tủ chè này cơ sở cũng xin Zalo cho các bác giá là 60 triệu ạ. Bao ship trên toàn quốc cho các bác nhé. Bác nào quan tâm kết nối trực tiếp cơ sở chiến đồ xưa chúng em. Cơ sở nhà em thì có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Đó, bây giờ sẽ quay ra tổng thể cho các bác được chiêm ngưỡng về cái một bộ combo sập vụ tủ chè. Nội thất phòng khách này cho các bác cùng được tham khảo và chiêm ngưỡng siêu VIP ạ. Chiếc tủ chè này cơ sở Zalo cho các bác giá là 60 triệu ạ. Và một chiếc sập khảm liên chi giá 80 triệu bao ship trên toàn quốc ạ. Và theo một bộ phòng khách thì các bác nào chơi thì theo một đôi lục bình này thì gọi là đẳng cấp luôn. Đôi lục bình này giá là 55 triệu ạ. Có kích thước chiều cao
197 sen, đường kính bụng là 50. Chất liệu là gốm sứ và được cơ sở em Cẩn Ốc ạ. Cảnh tích là Bát Tiên và Phúc Lộc Thọ và Trúc Lâm Thất Hiền đều được Cẩn Ốc hết các bác nhá. Em sẽ quay cho các bác về cái đôi thứ nhất này. Đôi này mặt diện trước này cơ sở em Cẩn cảnh tích là Bát Tiên. Phối màu cực kỳ đẳng cấp luôn ạ. Đó, cảnh cây tùng các bác nhá. Đó, đục chạm thì kênh bong luôn ạ. Đó, hàng Cẩn nổi ạ. Bên trên đây là rơi ngậm kim tiền các bác nhá. Rơi cuốn thư kim tiền ạ. Đều được sát vàng hết ạ. Được sát vàng hết ạ. Bên trên này toàn bộ phần này là một ốc hết các bác nhá. Ốc xà cừ này được cẩn trên một chiếc lục bình này. Đó, bảo đẹp nữa ạ. Trên này sát vàng này, trên đây nữa là cảnh tích Bát Tiên này. Toàn bộ này đều được cẩn ốc hết các bác nhá. Cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Bác nào quan tâm có thể kết nối với cơ sở em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác cùng được tham khảo về cái cặp lục bình này của bên cơ sở nhà em. Một cặp này giá chỉ có 55 triệu ạ, bao ship trên toàn quốc cho các bác. Bác nào quan tâm kết nối trực tiếp cơ sở nhà em. Đấy, em qua cơ sở em sẽ giới thiệu đến các bác về một cặp thứ hai. Đó, cảnh tích là Phúc Lộc Thọ ạ. Đó, cực kỳ đẳng cấp luôn, chiều cao là 197 cm. Đó, em sẽ quay sang đây để cho các bác được xem chi tiết về cái cặp thứ hai này. Đó, một đôi này các bác nhá, một đôi giá chỉ có 55 triệu ạ. Em sẽ quay gần cho các bác xem được chi tiết về cái chiếc lục bình này của bên cơ sở nhà em ạ. Đó, Phúc Lộc Thọ cực kỳ là ý nghĩa luôn. Đó, được cẩn nổi các bác nhá. Được cẩn nổi này, những tà áo này phối màu cực kỳ là đẹp luôn. Vẽ tỉa cực kỳ là sắc thái và có hồn luôn ạ. Đó, trên chất liệu gốm sứ và được cẩn ốc cẩn nổi ạ. Rơi ngận kim tiền sắt vàng các bác nhá. Đều được cẩn ốc xà cừ hết ạ. Bác nào quan tâm kết nối trực tiếp cơ sở Chiến Đồ Xưa chúng em. Đấy, em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác ạ. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0973384446 ạ. Đó, một cặp lục bình này là siêu VIP luôn các bác nhá. Đó, được cẩn tứ diện luôn, mặt trước mặt sau đều cẩn giống nhau ạ. Đó, bác nào quan tâm có thể đến trực tiếp tại cơ sở nhà em. Ở xa thì có thể kết nối với em qua số Zalo. Đó, cơ sở em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác cùng được tham khảo về một bộ combo về phòng khách của bên cơ sở nhà em. Cặp lục bình này giá là 55 triệu ạ. Và một chiếc tủ chè khảm liên chi giá 60 triệu và một chiếc sập khảm này giá 80 triệu các bác nhé. Bao ship trên toàn quốc ạ. Bác nào quan tâm kết nối trực tiếp cơ sở Chiến Đồ Xưa chúng em. Và em sẽ chụp kỹ hơn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Cơ sở nhà em có địa chỉ Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Và cơ sở em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem hết video này. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.